Hey, xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở FPT Shop và ở đây là cửa hàng FPT Shop 261 Khánh Hội, quận 4. Thì hiện tại thì Oppo họ đã lên trưng bày hai cái sản phẩm mới của họ và các bạn có thể thấy cái bảng ở đây là Oppo Reno 8T. Cụ thể thì họ đã lên trưng bày Oppo Reno 8T bản 4G và Oppo Reno 8T 5G tại một số cửa hàng FPT Shop và hiện tại đang lên nhiều hơn. Và các bạn đã có thể ra cửa hàng FPT Shop để có thể trải nghiệm trước cái thời điểm mà nó ra mắt là vào ngày 1 tháng 2 sắp tới đây. Và video này mình sẽ chia sẻ nhanh những cái cảm nhận của mình về Oppo Reno 8T 4G và Oppo Reno 8T 5G, những cái trải nghiệm nhanh, xem những cái thay đổi của nó có gì đặc biệt nhé. Và hiện tại thì các bạn đã có thể đặt hàng trước Oppo Reno 8T 5G tại FPT Shop. Thì khi đặt hàng trước thì các bạn sẽ được tặng một cái bộ quà trị giá 1.590.000 đồng. Cụ thể thì các bạn sẽ được tặng cái loa Olike S2 này. Thì cái loa này là một cái loa khá là đặc biệt bởi vì nó rất là nhiều tính năng tích hợp ở bên trong. Cụ thể thì các bạn sẽ có là nó vừa là một cái loa Bluetooth này, các bạn sẽ có là cái tay cầm của nó là một cái đèn có thể đổi được nhiều màu, và thêm nữa là mặt trước của nó là một cái đồng hồ, và kim luôn là nó là một cái giá đỡ điện thoại nữa, thực sự rất là tiện lợi. Và trong thời gian đặt trước thì các bạn có trả góp 0% nữa, và thời gian trả hàng sẽ dự kiến vào khoảng ngày 11 tháng 2. Thì tranh thủ thì các bạn có thể đặt trước sản phẩm này tại FPT Shop nhé. Cụ thể thì mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả để các bạn có thể theo dõi ha. Quay trở lại với hai sản phẩm của chúng ta thì Oppo Reno 8T 5G thì có thể nói đây là cái chiếc điện thoại Oppo thay đổi nhất của Oppo trong những khoảng thời gian gần đây. Cụ thể thì các bạn sẽ có một cái màn hình ở phía trước, nó là màn hình cong. Màn hình cong này nó khoảng 56 độ và cá nhân mình thì mình thích cái điều này bởi vì thì nó sẽ tiệm cận hơn với những dòng flagship của Oppo. Cụ thể thì với màn hình cong này các bạn sẽ thấy nó tiệm cận gần giống với lại dòng Oppo Find X của Oppo ra mắt gần đây, thì đó là dòng cao cấp của Oppo. Và khi mà mình cầm một cái chiếc điện thoại màn hình cong thì trông nó cũng đặc biệt, nó sang trọng hơn, và cá nhân mình thì mình cảm nhận điều đó. Và thêm nữa là cái phần viền thiết kế của chiếc máy này cũng làm rất là bóng bẩy, và mình ghi nhận cái sự thay đổi của Oppo cho dòng Reno 8T lần này bởi vì họ đã thay đổi thiết kế phần mặt lưng. Thì các bạn sẽ thấy là ở phần mặt lưng này thì Oppo họ đã thay đổi cái cụm camera. Cụ thể là cụm camera không còn kiểu vuông vắn nữa mà nó sẽ là một cái cụm camera rất lớn với hai cái camera đặt ở đây. Chính xác thì nó ở với chiếc Oppo Reno 8T 5G này các bạn sẽ có một cái cảm biến rất là to nằm ở chỗ này. Phía dưới này chúng ta sẽ có hai cái camera nhỏ và một cái đèn flash, và nó sẽ đựng ở trong hai cái cụm tròn này và nó sẽ kéo dài ở phần mặt lưng. Bên trong nhìn nó thực sự rất là nổi bật với cái cụm camera như thế này. Nếu các bạn cầm đi chụp hình thì mình chắc chắn là các bạn sẽ được chú ý bởi cái cụm camera rất là bự như thế này. Và mặt sau này nó vẫn kiểu bóng bẩy màu kiểu Reno Cloud thiết kế của những dòng trước đây. Với cái mặt lưng này thì nó đã rất đẹp rồi nên mình nghĩ Oppo họ sẽ vẫn tiếp tục duy trì cái kiểu thiết kế này trong một khoảng thời gian tới, thì nó sẽ vẫn đi theo xu hướng thôi. Mình thấy cái kiểu này vẫn rất là đang trendy và rất là đẹp. Nói một xíu về cái kiểu thiết kế cụm camera thì mình khá là thích cái kiểu này. Các phần viền camera nó đều được diamond cut cả, và cảm giác cầm cái này thật ra màn hình cong thì trước giờ mọi người đã rất là lâu rồi nên là khi mà mọi người cầm màn hình cong thì chắc chắn nó sẽ không có bị cứng hay là bị chạm cảm ứng gì cả. Thì với chiếc máy này cá nhân mình thấy mình khá là thích cái kiểu thiết kế của chiếc Reno 8T 5G này. Rồi và ở đây có một số cái thông số về sản phẩm, chẳng hạn như là cái màn hình cong này sẽ có tần số quét là 120Hz này. Camera sau sẽ có một camera là 108 megapixel, sạc nhanh Superbox 67W, và cụ thể thì các bạn cùng chờ xem cái buổi ra mắt của Oppo đi ha. Rồi tiếp theo là cái sản phẩm Oppo Reno 8T phiên bản 4G này, nó khác một xíu so với 8T 5G. Đây các bạn nhìn thì mặt lưng form dáng nó sẽ khá giống nhau, nó sẽ vẫn đi theo cái concept là cái cụm camera tròn. Nhưng mà một cái điểm nhiều khi mình nghĩ các bạn lại thích cái kiểu thiết kế này hơn, đó là cái mặt sau này nó là một cái kiểu thiết kế mặt da, giả da, và Oppo gọi đây là màu cam hoàng hôn. Thì cái cụm này nó sẽ được thiết kế dạng dập giống như là mây vậy, mây cái cụm camera vào cái mặt lưng này trông khá là đẹp. Và một điểm lưu ý là cái chiếc Oppo Reno 8T 4G thì thiết kế màn hình của nó là màn hình phẳng chứ không phải là màn hình cong giống như chiếc Oppo Reno 8T 5G. Và cái camera của nó sẽ đặt camera selfie nó sẽ đặt về lệch về phía bên trái, còn Reno 8T 5G thì nó sẽ là ở giữa ở đây, nên là nhìn hai cái sản phẩm nó cũng sẽ khác nhau khá là nhiều. Thì các bạn đã có thể đến một số cửa hàng FPT Shop, cụ thể trước mắt thì mình nghĩ chắc ở Sài Gòn và một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng thì có lên trưng bày trước Oppo Reno 8T 5G và Oppo Reno 8T 4G để các bạn có thể trải nghiệm trước. Thì ngày ra mắt chính thức của hai sản phẩm này ở Việt Nam thì nó sẽ là ngày 1 tháng 2 sắp tới, thì Oppo sẽ giới thiệu nhiều hơn những cái tính năng, thì các bạn có thể đón xem cái buổi livestream đấy. Và FPT Shop cũng sẽ livestream ở trên fanpage của FPT Shop thì các bạn cùng theo dõi, cùng tới tụi mình nhé. Và nhắc lại một xíu về chương trình đặt hàng thì hiện tại các bạn đã có thể đặt trước Oppo Reno 8T 5G và bộ quà của các bạn sẽ là một cái bộ quà trị giá 1.590.000 đồng là một cái loa Olike S2 này, cũng như là trả góp 0% lãi suất. Chi tiết thì các bạn có thể theo dõi ở bên dưới link mình đặt ở dưới phần mô tả nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chi tiết hơn về hai cái dòng sản phẩm này vào ngày 1/2 sắp tới nhé.